Như chúng tôi đã đưa tin, Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần thứ 7 ADMM7 đã kết thúc chiều qua tại Brunei. Bộ trưởng Phùng Quang Thanh dẫn đầu đã tham dự và có nhiều đóng góp cho sự thành công của hội nghị. Nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại ASEAN đã có cuộc phỏng vấn với Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Xin chào Bộ trưởng. Trước xin Bộ trưởng có thể cho biết một số kết quả nổi bật mà Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN đã đạt được tại hội nghị lần này. Kết quả nổi bật lần này là các bộ trưởng trong ASEAN thì tạo ra một cái nhận thức chung, đó là phải cùng nhau hợp tác để mà giữ gìn cái môi trường hòa bình, ổn định để phát triển trong ASEAN. Và trong ASEAN thì phải tăng cường cái hợp tác với các cái đối tác ở bên ngoài ASEAN trong cái khuôn khổ của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng trong 5 cái lĩnh vực hợp tác, đó là an ninh biển, chống khủng bố, gìn giữ hòa bình, cứu trợ nhân đạo, thảm họa thiên tai, cũng như là cái hợp tác về quân y. Và trong đó đấy thì có một vấn đề nổi cộm trong ASEAN, đó là cái tranh chấp chủ quyền ở trên Biển Đông ấy, thì các bộ trưởng đều nhất trí với nhau là phải thực hiện theo cái hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 22, đó là duy trì cái hòa bình ổn định, thế rồi tăng cường cái đối thoại, tăng cường hợp tác, thế rồi tăng cường tin cậy, thế và giảm căng thẳng, thế và phải thực hiện đầy đủ DOC và tiến tới là thực hiện cái COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Thưa Bộ trưởng, tham gia hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN lần này thì Việt Nam đã đưa đến hội nghị những sáng kiến gì? Đến hội nghị lần này thì chúng tôi cũng đưa ra mấy cái sáng kiến. Một thì là phải tăng cường hợp tác về lĩnh vực hải quân ở trong ASEAN. Vì ASEAN là các cái thành viên thì hầu hết là đều có biển, thì phải tăng cường cái hợp tác hải quân. Thứ hai đấy là phải thiết lập cái đường dây nóng đối với hải quân của các nước, mà tiến tới mà nếu mà cấp bộ trưởng quốc phòng các nước ASEAN mà đã mà lập được cái đường dây nóng với nhau ấy thì cũng rất là tốt. Khi cần thiết có những cái tình huống, có những cái vụ việc gì, có những công việc gì cần thiết mà thúc đẩy hợp tác thì có thể gọi điện trực tiếp cho nhau để mà trao đổi thì cũng rất là tốt. Thứ ba là chúng tôi thấy là phải tăng cường cái giao lưu giữa các cái lực lượng mà đang đóng quân ở trên quần đảo Trường Sa, giữa các cái nước ASEAN với nhau. Mà trước mắt đấy là Việt Nam cùng với Philippines là chúng ta sẽ thực hiện trước. Và thứ tư là chúng tôi cũng đề nghị, đó là chúng ta phải nỗ lực cùng nhau thực hiện cái cam kết là giữ gìn hòa bình ổn định trên Biển Đông, bằng cách là các nước ASEAN mà có tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông thì nên nghiên cứu để sớm ký với nhau một cái bản cam kết, đó là không có sử dụng vũ lực trước trong cái việc tranh chấp chủ quyền, trong cái việc xử lý các vụ việc trên Biển Đông, để nó tránh căng thẳng, tránh xung đột và giữ cái hòa bình ổn định. Xin cảm ơn Bộ trưởng đã dành cho Truyền Việt Nam.